đi chơi nhóm đặng tìm hiểu với nhau kiếm cái bạn gái này nọ rồi. Xin chào các bạn, cuối tuần vui vẻ. Hồi sáng nay mình chở con đi học, gọi là học bù. Tại vì nó nghỉ, trong khóa này nó nghỉ cũng 5-6 ngày, bị bệnh rồi trễ rồi lung tung hết á. Cho nên bây giờ nó muốn đi học bù lại thứ bảy, một vài ngày đặng cái điểm nó tốt hơn chút xíu. Không biết sao lúc này tự nhiên nó đăng ký hay là hai tuần liên tục nó học. Coi như thứ bảy tụi nó vô cho nó ngồi làm bài tập này nọ rồi phải không? Rồi xong thì sẽ được trừ lại, ví dụ như bị nghỉ ngày thì nó trừ lại cái ngày nghỉ hôm đó thì sẽ không có bị tranh điểm. Nên cuối cùng cái ngày thứ bảy mình cũng không biết làm gì nữa. Đi rước nó xong là về là cũng 1-2 giờ rồi, rồi ăn uống, chẩn cho nó đi ăn uống xong 1-2 giờ rồi. Thì chỉ có nước đi bộ thể dục thôi, không có tính đi đâu hết. Trời nắng hôm nay rất là đẹp luôn, không có gió nữa. Nên mình bây giờ định đi ra công viên đi dạo, đi tập thể dục trước nè, trước khi mà rước nó. Rồi mình có cầm cái máy Sony 4K, mình set up với cái cây chống rung, mình đi một vòng, mình sẽ cầm đi một vòng cho các bạn biết cái cảnh nó ra làm sao, vừa đi vừa tán dóc cho các bạn vậy đó mà. Cuối cùng mình có nhiều máy ảnh, từ cái máy compact cho tới mấy cái máy gọi là entry level, là máy gì, máy amateur. Mình định mua một cái máy xịn hơn, là thuộc loại gọi là không phải professional nữa mà gọi là enthusiastic photographer, gọi là enthusiast, thì cái máy nó tốt hơn. Giá thì từ 2.000 cho tới 3.000 đồng một cái lận, nhưng mà mình thấy không biết nên mua hay là không. Cái sở thích của mình thì rất là thích, mà mình đã có nhiều máy rồi, bây giờ tự nhiên mua uổng tiền quá, để tiền đi chơi hè này, suy nghĩ mấy ngày nay luôn, không biết cuối cùng chắc cũng không mua. Mình mấy cái máy này mình đem ra mình xài cho nó tốt hơn. Nói tóm lại là những cái máy ảnh bây giờ giá từ 1.000 trở xuống 600 là máy rất là tốt. Mình chỉ có biết cách sử dụng nó thôi. Mình phải biết về cái cách dùng ánh sáng, chỉ ánh sáng rồi nọ rồi thì là quay tốt thôi. Nhưng mà có cái là nó không có dễ dùng như cái máy tốt. Máy tốt nó có nhiều cách để mình chỉnh vậy thôi. Anyway, bữa thứ bảy nay thấy vắng, bà con ngoài đường cũng vắng. Giờ này mới có 10:30, nó học đến 12:30 nó mới về. Mình giờ mình đi sớm nặng ra tập thể dục cho nó tốt, tại vì mình thấy khỏe trong người nè, muốn đi rồi cầm máy quay. Rảnh rỗi xanh ông nổi à. Ngày xưa mình lúc lúc trong lính cuối tuần thì đi chơi, ví dụ đóng đô ở lúc mình đóng ở dưới San Diego thì đi xe bus xuống tới
đâu mình đóng ở Camp Pendleton lại là cách San Diego khoảng tiếng hơn tiếng, đi trên xe bus gọi là Greyhound đi xuống downtown San Diego, rồi có người bạn ra rước, rồi đi vòng vòng ăn uống rồi chơi vậy đó. Mà cuối cùng thì cũng chỉ có uống bia rồi đi vòng vòng sở thú San Diego. San Diego cái sở thú đẹp lắm đó, rồi đi bến tàu, còn thôi thì đi lên Los Angeles chơi, còn thôi nữa thì chỉ ở trong câu lạc bộ, trong trại lính đó, rồi nhậu. Mà lúc sau này đi lính về đi học đó, thì cuối tuần mua bia, vừa ngồi học làm bài tập và vừa uống bia, ngộ tánh. Có ai trên đời như vậy không? Lúc đó mình 25 tuổi rồi mình sẽ trở lại trong đại học đi học, đặt lấy cái bằng thì buồn quá, cứ ngồi uống bia rồi ngồi làm bài tập, cứ vừa coi tivi nữa chứ, làm multitask. Mà cứ tập tập riết, tập tới tập lui vậy đó mà cũng được. Mà cứ tối ngày cứ đè mấy cái môn toán rồi học mấy cái môn gì, mà còn mấy cái môn anh văn thì lại làm biếng học mấy cái. Mình nhớ đó có cái học cái lớp nào cũng học tốt, chỉ có hóa học là chemistry là mình thấy sao nó học không vô, không ngổ. Có đến lúc mà tới mấy cái học về mấy cái khí cơ bản này nọ rồi thì thấy nó sao đó, không hiểu, trừu tượng quá. Còn vật lý thì cũng ok, đến như đến mấy cái lớp về hạt nhân á, gọi là bờ nguyên tử này nọ, rồi bắt đầu lúc đó thì bắt đầu mới thấy không hiểu. Anyway thì trong đến lúc sau này có việc làm rồi á, thì cuối tuần là gì không, tụ họp với mấy người bạn mới quen, cuối tuần nào cũng đi picnic, đi chơi, nhất là cái mùa này nè, đi chơi nhóm đặng tìm hiểu với nhau, kiếm cái bạn gái này nọ rồi vui lắm. Có cái cô bạn đó còn mới qua Mỹ cũng 4-5 năm gì đó, còn học ở trong community college, thì rất là nhiều bạn trẻ từ Việt Nam mới qua đang đi học English rồi học bắt đầu học vậy đó, nhiều con gái lắm. Cho nên cuối tuần là mà cô đó là chuyên môn rủ một đám trai, rủ nguyên đám gái, rồi đứa hùng tiền lại nhiều đó, biết không. Rồi thì ướp thịt xong rồi ra công viên ngồi chơi trò chơi đặng tìm hiểu nhau, anh chị nào thích nhau thì đá lông mi rồi đi chơi riêng. Bắt đầu cặp bồ nhau là bắt đầu rời khỏi group đó, cuối tuần là tự nhiên đi chơi riêng, không có ở không đi chơi chung nữa, cũng vui. Trong cái group đó mình mấy một vài cô dễ thương là mình kết rồi bắt đầu làm quen là bị thất bại không à, chắc tại mình kén chọn quá không biết làm sao nữa, nhưng mà mấy người đó cũng kén chọn ngược lại. Mấy cô mình không thích thì lại thích mình thích người khác, đời nó vậy. Ok, thôi mình ra công viên đi bộ rồi kiếm chuyện gì vui vui tán dóc. Tạm chào nha các bạn. Xin chào các bạn. Lúc nãy mình đi bộ bên kia mình thu 4K bằng cái máy này nè. Nhưng mà nó bị overheat, nó bị nóng quá. Cho nên mình cũng kết thúc cái clip đó. Bây giờ mình tiếp tục cái vlog của bình thường của mình. Mình thường thường mình đi bộ mấy bên kia đường á, bên kia đường nè. Bên đây nó cũng có một cái công viên đi bộ. Mình chưa đi qua đây bây giờ thì mình đi thử nha. Dạ, mấy bên đây mình chưa đi bộ bây giờ á. Bên tay phải nó có cái apartment. Bên đây có cái công viên.
lúc nãy mình thâu 4K cho nó đẹp, với lại cũng muốn thử máy luôn. Mình lại quên cái máy này nó có hạn chế cái limit time, là cái giới hạn thời gian 5 phút là nó ngưng, hay là nóng rồi nó sẽ tự động nó tắt, cho nên bị hư nãy giờ. Bạn biết cái cây khuynh diệp này nó to to hay sao, nó thơm lắm, mùi đang đi mùi thơm. Con đường này chưa đi bao giờ, dọc theo cái con creek, cái suối này nó chảy từ xa lắm, nó đứt khúc mấy chỗ vậy đó, nhưng mà nó vẫn có cái đường cầu qua này nọ rồi. Từ trên núi nó chảy xuống tới đâu mà không biết, để mình Google Maps thử thì cũng tò mò. Khúc này bình thường quá, không có gì lạ hết, để mình cúp nha. Tới trường còn hơi sớm, mình đi một vòng ở ngoài cho các bạn xem cái trường trung học, trường trung học cấp 3 của thằng con trai. Đây là cái chỗ đậu xe. Ở chỗ này thì có mấy cái máy là biến điện bằng sức nóng mặt trời đó. Bây giờ Cali này tất cả những cái trường công cộng đều xây cất cái kiểu như vậy hết đó. Họ tiết kiệm tiền, tiết kiệm điện đó. Mình đi thẳng tới cái trên đó là có cái sân tennis cho mấy đứa chơi tập thể dục á. Cái trường này công nhận nó rất là to. Bãi này thì không có cái mái che, tại vì bao nhiêu đó họ tính thì đủ để điện để xài rồi hay sao, hay là đủ tiền của chính phủ đưa làm xây cất được bao nhiêu thôi thì mình cũng không rõ. Sân tennis quá trời không ai chơi hết, không biết họ có khóa lại không ta. Thường thì họ không có cho mình đi vô chơi, chỉ có mấy cái chỗ công cộng của city hay là của quận thì nó họ cho chơi, còn cái trường thì không có cho vô. Mình nghĩ nó khóa lại có thể. Vô chơi thế nào cũng bị đuổi, tại vì có người họ gọi là custodian của trường, là mấy người làm trong trường gọi là vệ sinh này nọ đó. Còn có mấy cái sân nha, sofa mình nhìn thấy cũng ít nhất 5-6. Đây là 1, 2, 3. Khóa lại, có chìa khóa lại. Ở đây có 3 sân. Cái sân này gọi là Center Court, là họ có chỗ khán giả coi. Mé bên kia thêm 3 sân nữa, coi tất cả là 7 sân. Sân cũng cũ kỹ dữ vậy. Mé bên kia thì sân đá banh mà hình như người ta xài được, thấy tù nào cái người dân ta cũng vô ta chơi. Lâu dữ không đánh tennis. Chắc trên 20-30 năm. Cái trường rất là rộng. Rộng thậm chí còn nhiều hơn cái trường Community College, nhiều trường. Thẳng ngoài trước á, gọi là Indoor Gym, nghĩa là bên trong có cái sân bóng rổ này. Cũng làm nhiều cái công chuyện khác lắm, giống như là làm lễ ra trường cho Middle School, trong trường cấp 1, cấp 2 chứ.
từ lớp 6 lên lớp 8 khi họ được lên, mấy nhóc được lên chức vô trường high school thì vô đó tổ chức. Kế bên đó là cái sân bơi, hồ bơi á. Hồ bơi cũng là international kích thước đàng hoàng á. Trường này có cũng như khá lâu rồi. Hồi trước bên đây là cái sân vận động đá banh hoặc là football là bóng cà na Mỹ. Sân bên đây thì sân đá banh hoặc là sân bóng chày. Thì thẳng tới là cái hai hồ, một hồ để là nhảy á, diving á, còn một hồ thì để bơi, là gọi là Olympic size, là nghĩa là nó có kích thước tiêu chuẩn của Thế vận hội đó. Đây cái hồ, hồ sâu này để nhảy. Đây, không có chỗ để mà đút cái cây máy vô. Đây thôi, có cái hàng rào che lại mình không có thấy được. Anyway, that's it. Đi vòng ở ngoài có mấy cái sân vận động vậy đó. Mình đâu biết thằng con nó ghi danh nó đi học bữa nay đâu, cho nên mình cũng không biết nó tính sao. Thôi kệ, cho nó học xong rồi cha con đi kiếm gì ăn. Gọi đi nghỉ mệt chút, sợ sao mình gọi nhà nóng nóng lòng á, cái đi ra ngoài đi tập thể dục là giờ còn sớm á, ít nhất cũng khoảng 10 phút nữa nó mới ra. Đây là vô trong trường học rồi. Thì mấy cái lớp học nó có nhiều cái building, mấy cái vậy đó. Ngoài trước đây là cái văn phòng gọi là Administration Office, là phòng của hiệu trưởng, phòng của ban tổ chức giám khảo hả? Administration là gì đó. Đi bên trong đó là những cái lớp học. Nghe ngoài trước đây là những cái văn phòng của hiệu trưởng, có mấy người lo này lo nọ rồi đó, giống như trong đây nó có cái cafeteria, gọi là cái chỗ cho học sinh ăn uống nữa. Nhìn ra đây thì trên núi đây, nhà mình hướng này đi về bên tay trái, sát bên vách núi. Đó, đây là cái nhà vệ sinh cho mấy cái học sinh. Campus coi như là cái trường nó rất là rộng luôn. À, cứ mỗi vậy là có 5-6 lớp một cái building vậy đó. Nay thứ bảy thì chỉ có 1-2 building nó mở cho mấy đứa học thôi. Học bù quá. Ok. Vậy đó. Rất là to.